Xin chào mọi người và nhất là các bạn tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với cả nam lẫn nữ về cái vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với người Kỷ Mùi trong năm Canh Tý năm 2020. Một cái năm mà thiên vận cực kỳ xấu diễn ra ở trong có thể nói là 4 tháng đầu năm. Chính xác là 5 tháng, bởi vì tháng năm nay có 2 tháng 4 âm lịch. Mình đã đưa ra cái nhận định từ cái video clip đầu tiên về cái năm Canh Tý 2020 này, cũng chính là tuổi Kỷ Mùi nữ mạng. Ở trong cái tháng 10 năm 2019 mình đã nói về cái việc là có dịch bệnh, có suy thoái kinh tế, có này kia, và dịch những cái diễn biến của cái năm Canh Tý đối với mọi người ra sao, đối với thế giới này là sao, và hình như là may sao nó trúng hết. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người cái vận hạn 6 tháng cuối năm để mọi người đưa ra những cái cương nhu trong cái công việc làm ăn, phát triển, hồi phục cái khả năng kinh tế của mình do vừa trải qua cái thiên vận đầu năm cực kỳ xấu. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, hình như là ngày 26, 28 gì đó của tháng 3 rồi. Thì mình dự đoán là kết thúc tháng 3 thì đưa qua tháng 4 thì tất cả dịch bệnh sẽ quay trở đầu trở xuống, và kết thúc 2 tháng 4 thì tất cả mọi người, có thể nói là cả thế giới sẽ tuyên bố là chiến thắng được cái đại dịch này. Thì bây giờ thì diễn biến nó cũng gần giống vậy thôi, chưa hoàn toàn chính xác nhưng mà gần giống vậy. Thì bây giờ mình sẽ xem lại coi vận hạn của 6 tháng cuối năm ra sao để mọi người biết cương hay nhu như thế nào. Thì nhắc sơ lại cho mọi người nhớ về cái tử vi của mọi người, cả nam lẫn nữ mạng. Thì nam mạng của năm Canh Tý 2020 mà đối với người Kỷ Mùi nam mạng á, thì là có sao Vân Hớn, một cái ngôi sao đem lại rối rắm và nặng tay, công việc chỉ ở mức trung bình. Hạn thì Thiên La, chủ yếu là tinh thần bất an lo lắng. Vận niên Mã Ngộ Đao, một vận niên khá là xấu. Thiên Can thì canh gặp Kỷ thì không xung không khắc, nhưng mà Kỷ thì sinh canh về nạp âm ngũ hành, Kỷ là thổ, canh là kim mà, cho nên là hơi xấu một tí xíu. Địa chi thì Mùi gặp Tý, người ta gọi là địa chi, cặp địa chi này là thuộc nhị hại, mà ở miền Bắc thì gọi là lục hại. Thì gia đạo tình cảm khó yên, đối với tất cả người nam lẫn nữ mạng thì gặp cái địa chi mà nhị hạ như thế này thì không tốt đẹp. Nữ mạng thì không phải là sao Vân Hớn, nhưng cũng là một phá và bại tinh, vì đó là sao La Hầu, một cái ngôi sao đem lại ốm đau và rối rắm. Ngôi sao này thì nặng cho nam nhiều hơn là nữ, cho nên là phần nào cũng bớt đi cái sự hung hại ở trong cái năm này. Hạn thì Diêm Vương, để ý bệnh đường máu huyết. Vận niên Thiên Can địa chi thì cũng khá là giống với là nam, không có khác biệt gì. Như vậy thì nếu mà xét từ bên ngoài, người thiên thượng hỏa, Kỷ Mùi nam và nữ mạng, thì năm nay sao mạng tuy khác sao nhưng mà tính chất của sao thì cũng gần giống nhau. Còn cái phần mà chi tiết của năm thì mình đã làm ở trong cái phần 6 tháng đầu năm rồi, mọi người có thể xem lại. Bây giờ mình sẽ ráp vô cái vận hạn của 6 tháng còn lại thôi. Thì như cái phần 6 tháng cuối năm mình có nói, 6 tháng đầu năm mình đã nói, tháng 6 âm lịch là một tháng khá là xấu đối với người Kỷ Mùi. Vì sao? Vì đó là tháng Quý Mùi, thì Quý Kỷ thì khác Quý, cho nên là công việc cũng sẽ gặp rối rắm trục trặc, chưa có hanh thông. Đặc biệt là cái thiên vận của năm nay dính cái đại dịch thì chắc là cũng chưa có gì đâu ha, chưa có gì khởi sắc. Mùi là tháng tuổi, Quý Mùi rất may là mộc, cho nên là cũng không có đến nỗi nào ảnh hưởng bổn mạng, nhưng mà rối rắm về công việc, rối rắm về tình cảm gia đạo là thấy đuối rồi. Đặc biệt đối với người Kỷ Mùi là rất coi trọng tình cảm gia đạo, cho nên là mình dặn lại cả nam lẫn nữ thì nên cẩn thận tháng 6 âm lịch Quý Mùi. Tiếp theo cái vận hạn 6 tháng cuối năm là tháng 7 âm lịch, mà tháng 7 âm lịch của năm Canh Tý 2020 tính là tháng Giáp Thân. Tháng Giáp Thân thì thuộc thủy,
À, như vậy thì xét về trụ mệnh là thủy của tháng, khắc hỏa của bản mệnh mình. Như vậy là tháng khắc bản mệnh, sức khỏe và bổn mạng cần cẩn trọng đề phòng, có thể có gặp tai nạn không tốt đẹp. À, vốn dĩ là năm thổ rồi, bổn mạng đã bị sinh xuất ha, hỏa sinh thổ, nay lại bị tháng khắc nữa thì cẩn thận không phải thường. Rồi, thiên can giáp và kỷ, à thì giáp và kỷ là thuộc thiên can ngũ hợp. À, đây là thiên can rất tốt cho công việc, tài lộc, hanh thông tốt đẹp. À, xấu về mạng nhưng mà tốt về cái thiên can. Địa chi thì thân mùi tự chủ, bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, cho nên tháng này có thể nói tình cảm gia đạo không có vấn đề, không có gì kiêng kỵ cả, chỉ để ý cái bổn mạng sức khỏe của mình. À, tiếp đến đó là tháng Ất Dậu. Tháng Ất Dậu tức là tháng 8 âm lịch, tháng Trung Thu. À, tháng này tiếp tục là tháng thủy, như vậy không khác mấy với tháng 7 với hỏa. À, thủy khắc hỏa, à, bổn mạng bị gọi là tương khắc, à, không có tốt đẹp, cẩn trọng bổn mạng và sức khỏe, đặc biệt là tai nạn phạm thân. Thiên can Ất khắc kỷ, Ất của Ất Dậu khắc kỷ. À, tháng khắc thiên can, công việc cẩn thận nhiều khó khăn, dễ lâm vào bế tắc. À, cẩn thận coi chừng đáo tụng địch. À, không êm rồi ha. À, địa chi Dậu Mùi thì tự chủ, bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau, như vậy tình cảm gia đạo không vấn đề. Tháng 8 coi bộ khá xấu ha, bổn mệnh thì bị tương khắc, bị tháng khắc thì phúc tinh và tài tinh không có tác dụng, đặc biệt thiên can lại ất tháng khắc. Thiên can thì công việc rất là ổn, không có ổn định. Cho nên là các em thì mình phải để ý luôn cái tháng 8 này. À, xấu á. Rồi, tiếp đến đó là tháng 9, tháng Bính Tuất. À, tháng 9 của năm Canh Tý là tháng Bính Tuất. Tháng Bính Tuất thì chắc chắn là tháng Thổ rồi. Như vậy, xét về trụ mạng. À, Bính Tuất. À, tháng Thổ. À, để cho mình chút xíu. Rồi, tiếp tục là một tháng thổ nữa, như vậy nó cũng sẽ giống giống như là tháng 1 và tháng 2 ha. Tháng thổ mạng thì mạng hỏa, à, gặp tháng thổ của năm thổ là bị sinh xuất bổn mạng. À, năm nay chúng ta có tới 4 tháng thổ rồi. À, cho nên là tháng 1, tháng 2 cũng thổ, tháng 8, tháng 9 cũng thổ, cho nên là năm nay mình nói là thổ vượng là như vậy. À, thổ vượng là sao? Đất đai, ai làm bất động sản ngon lành ha. Nếu như mà chị nào mà làm bất động sản là kỷ mùi thì coi anh nào làm bất động sản kỷ mùi là coi chừng êm cổ đây nè đó. Rồi, à, bị sinh xuất bổn mạng thì bổn mạng bị suy yếu, cẩn thận một tí xíu, không có tốt đẹp cho lắm. À, thiên can Bính Kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, nhưng mà về mặt nạp âm ngũ hành, Bính Đinh thì thuộc hỏa, à, Kỷ thì thuộc thổ, cho nên như vậy là nạp âm ngũ hành là tương sinh. À, có tài lộc nhưng không quá lớn, hoặc là chưa thỏa mãn cái yêu cầu của mình ha. Ok, ngon à, tháng 9 êm. Tuy nhiên địa chi thì không tốt đẹp, với Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, à, nằm trong tứ hành xung, à, thuộc nhóm tự hình. Ý nghĩa của nhóm tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, và bên mạnh loại trừ bên yếu. Chắc chắn là Mùi sẽ là mạnh. Như vậy thì gia đạo tình cảm của mình nó không được tốt đẹp cho lắm, cần cẩn trọng một chút xíu. À, tháng này bổn mạng suy yếu, nhưng mà được thiên can của thiên can là nạp âm ngũ hành tương sinh, có tài lộc ngon. Ok. À, tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Canh Tý 2020, mà tháng 10 của năm Canh Tý là tháng Đinh Hợi. À, tháng này có thể nói là tháng tốt đẹp nhất trong cái phần hạn 6 tháng cuối năm, vì tháng Đinh Hợi là thuộc thổ, như vậy bổn mạng cũng giống tháng 9 là hỏa sinh thổ, bổn mạng bị sinh xuất, bổn mạng suy yếu một tí xíu, cần cẩn trọng. Rồi, thiên can Đinh Kỷ cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cũng giống như tháng 9 với Bính Đinh thuộc hỏa, Kỷ thì thuộc thổ, cho nên là nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh. Tiếp tục là một tháng có tài lộc nhưng không quá lớn. À, cả có là được rồi, một năm đầu năm
bốn năm tháng đầu năm coi như vứt đi, mấy tháng sau là có 2 tháng có tài lộc rồi, à 3 tháng nhé, tháng 7 nữa, à Giáp Thân, tháng Giáp Thân nữa, à là tháng gì, 3 tháng có tài lộc là thấy êm rồi đó. À, đặc biệt của tháng 10 âm lịch là tháng tam hợp với địa chi của người Kỷ Mùi, đó là tháng Hợi gặp tháng người tuổi Mùi là Hợi Mão Mùi tam hợp. Hy vọng tháng này á là sẽ không có rắc rối trong gia đạo tình cảm, đặc biệt gia đạo tình cảm ngon lành. Nếu như tôi cũng nghĩ vui nữa, tháng 9 làm ra tiền, tháng 10 làm ra tiền thì lấy gì mà gây gỗ. Nói chung là trong năm nay chủ yếu gây gỗ là gì, gia đạo khó khăn thôi ha. À, một năm thiên vận xấu, à, gia đạo nhiều cái trắc trở rồi, nhưng mà cái tháng 10 tốt đẹp. Như vậy thì tháng 10 cũng chỉ lo lắng hơi thôi, một tí xíu thôi về bổn mạng và sức khỏe vì bị sinh xuất, à, tiếp tục làm tháng thổ ha. À, tuổi thì mệnh thì hỏa gặp tháng thổ năm thổ cho nên là bổn mạng bị suy yếu. Còn lại nè, thiên can thì được tương sinh về nạp âm ngũ hành, địa chi thì tam hợp, chắc chắn là sẽ có nhiều điều tốt đẹp. Rồi tiếp đến là tháng 11 âm lịch của năm Canh Tý 2020. Tháng 11 âm lịch của năm Canh Tý là tháng Mậu Tý. Tháng Mậu Tý chắc chắn là tháng hỏa. À, tháng hỏa như vậy xét về mệnh là hỏa đồng hành, bổn mạng và sức khỏe tốt không vấn đề. À, thiên can Mậu Kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Cả Mậu và Kỷ thì đều thổ, thuộc thổ, nạp âm ngũ hành thổ hết, cho nên là tháng này không có cái gì kiêng kỵ về tài lộc cũng như là công việc hành thông. Ok, tốt đẹp. Địa chi Tý gặp Mùi ha, người tuổi Mùi gặp tháng Tý của năm Tý. Đây là thuộc nhóm tương hại hay là ngon nói là nhị hại, lục hại gì đó tùy được cái miền vùng gọi. À, gia đạo à, dễ sinh nhiều buồn phiền khó chịu. À, nếu là các bạn thì mình sẽ để ý tháng này một tí xíu, à, tháng 9 và tháng 11 một chút xíu, chứ nếu không là gia đạo tình cảm sẽ có nhiều rối rén và à, không tốt đẹp, đặc biệt là các anh em. Rồi tháng cuối cùng của năm Canh Tý 2020, một cái năm mà quá nhiều cái sự xấu xa, à, không tốt đẹp, à, thiên tai có, rồi nhân tai có, rồi kinh tế đi xuống, à, à, như gọi là mùa màng thất bát, nắng quá nắng ha. Thì bây giờ là tháng Kỷ Sửu, tháng Kỷ Sửu là tháng 12 âm lịch, tức tháng chạp của năm Canh Tý. Tháng Kỷ Sửu chắc chắn là tháng hỏa, như vậy mệnh hỏa đồng hành, bổn mạng và sức khỏe cũng không vấn đề, giống như là tháng 11. Thiên can chữ Kỷ của Kỷ Mùi và Kỷ của Kỷ Sửu là thiên can đồng hành, công việc tài lộc may mắn hanh thông không vấn đề. À, tuy nhiên địa chi thì không tốt đẹp với Sửu Mùi, thành tức Sửu Mùi. Sửu Mùi sát nhau trong cái địa chi thì nó đi đến là lục xung. Lục xung là sự mô tả của đối chọi và chống đối nhau giữa hai cái thiên can, à quên, hai cái địa chi, cho nên chắc chắn đây là một tháng tiếp tục không có tốt đẹp cho lắm về tình cảm gia đạo. À, như vậy thì nó cũng thể hiện đúng với cái tuổi Tý. À, năm Tý gặp người tuổi Mùi là gia đạo tình cảm không tốt đẹp. Đó là cái địa chi ở trong các cái năm địa chi tuổi của năm nó cũng đều không tốt đẹp cả, có nhiều rối rắm rầy rà ở trong tình cảm gia đạo. À, như vậy thì rõ ràng là với 6 tháng cuối năm có là tháng 11, tháng 12, à, tháng 9, 3 tháng rồi là có cái tình cảm gia đạo không tốt đẹp. Bên cạnh đó thì cũng sẽ có 3 tháng có nhiều tích cực trong tài lộc, đó là tháng 7, à, tháng 8 và tháng 7, tháng 9, tháng 10. 3 tháng, tháng 8 thì cực kỳ xấu rồi, cả về tài lộc cũng như là bổn mạng, cho nên là nhớ cẩn thận dùm nhé mọi người. À, rồi như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái vận hạn của 6 tháng cuối năm Canh Tý năm 2020 đối với cả nam lẫn nữ mạng tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Hy vọng rằng nó là những cái thông tin mình tổng hợp mang tính bổ ích để giúp đỡ được mọi người. À, trong cái công việc nhận định cái thời thế để mà ứng dụng, à, biết cương hay nhu ở trong công việc làm ăn, à, biết nhịn hay là cương lúc mà gia đạo tình cảm, cái tháng mà gia đạo tình cảm của mình là không tốt. À, hy vọng cái hành trang nhỏ này sẽ giúp mọi người thành công, cứu vãn bớt cái sự khó khăn mà cái thiên vận từ
đầu năm đến giờ gây ra. Mọi người nếu xem video thấy hay, hấp dẫn, thú vị, xin bấm like hoặc chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi Vào Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo về tử vi phong thủy, về tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại. Bye bye.